Mời các bạn xem, tôi đang sắp lễ rằm tại bản điện gia đình nhà tôi, mua về để sắp lễ hoa quả thì các loại. Đây là mẹ tôi sắp, vợ tôi sắp lễ đây. Rất là đơn giản, một tuần của gia đình để nhớ về tiên tổ, ông bà cha mẹ tổ tiên đã sinh thành ra mình. Các bạn xem chương trình này mà các bạn thấy thích thì các bạn đăng ký và livestream. Xin chân thành cảm ơn.